Xin chào tất cả các bạn đã đến với lại kênh của mình. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với lại các bạn món súp bông cải. Món này thì mình có thể ăn không như thế này, hay là mình cũng có thể ăn cùng với lại bánh mì. Bây giờ thì mình xin mời các bạn cùng vào bếp và làm với lại mình món này. Ở đây thì mình có bông cải. Trước tiên thì mình sẽ cắt bông cải ra và mình sẽ rửa sạch. Và tiếp theo thì mình sẽ cắt hành tây. Sau đó thì mình sẽ cho bơ vào nồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho hành tây và mình sẽ đảo sơ hỗn hợp này. Kế đến thì mình sẽ cho bông cải vào và mình đảo sơ hỗn hợp này. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào. Và tiếp theo nữa thì mình cho cục gia vị gà vào. Kế đến thì mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ nấu khoảng 20 phút ở lửa nhỏ. Sau khi nấu bông cải được khoảng 20 phút thì mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ dùng máy để xay hỗn hợp này. Và mình xay cho tới khi nào mình thấy bông cải được nhuyễn, thật là nhuyễn và rất là mịn màng. Ở đây thì mình có bột mì. Mình cho kem sữa tươi vào trong chén bột mì. Sau đó thì mình sẽ quậy hai hỗn hợp này để cho bột mì được hòa tan. Tiếp theo thì mình cho hỗn hợp bột vào trong nồi súp. Sau đó thì mình quậy hỗn hợp này ở lửa nhỏ khoảng 2 phút. Tiếp theo thì mình cho tiêu. Và mình cũng quậy sơ hỗn hợp này. Phần tiếp theo thì mình cho bơ vào nồi. Sau đó mình cho bông cải sắc nhỏ vào. Tiếp theo thì mình cho một ít gia vị tỏi có muối vào. Mình xào bông cải cho tới khi nào mình thấy nó chín vàng thì đã được rồi. Súp bông cải sau khi đã hoàn thành thì khi mình ăn mình cảm nhận được rằng nó có mùi vị đặc trưng của bông cải cùng với lại vị béo của kem sữa tươi, cộng thêm bông cải xào tỏi rất là thơm.
đến đây thì mình cũng xin kết thúc video của mình. Mình xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn luôn quan tâm và luôn luôn theo dõi video của mình. Mình xin hẹn lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.